Một nhà nghiên cứu ở trong nước cho rằng Việt Nam và Philippines nên hợp tác ngăn chặn việc Trung Quốc phá hủy hệ sinh thái ở Biển Đông vì các hoạt động lấp biển, xây đảo nhân tạo của nước này. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, trưởng phòng sinh thái biển thuộc Viện Hải dương học Việt Nam cho VOA biết rằng quần đảo Trường Sa được hình thành chủ yếu từ các rặng san hô và việc bồi đắp đảo của Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn tới hệ sinh thái. Chính vì lý do đó, theo nhà nghiên cứu này, không chỉ chính quyền Hà Nội và Manila mà các nhà nghiên cứu về sinh vật biển của hai nước phải cùng nhau phản đối việc làm của Bắc Kinh. Ông nói: Tất nhiên, khi mà có một cái hoạt động nào đó mà nó đi trái với quy định chung của thế giới, đi trái với những công ước quốc tế về luật biển, thì tất cả những người lương thiện chính nghĩa thì phải cùng nhau đấu tranh ngăn chặn những cái hành động mà nó vi phạm quy định chung với cái công ước quốc tế về luật biển cũng như là quy định về bảo vệ môi trường và đại dương. Những người chính nghĩa thì chúng ta phải đứng lại với nhau để cùng nhau để mà ngăn chặn kịp thời những cái hành động mà nó vi phạm những cái điều luật như thế. Ông Huân cho biết Viện Hải dương học Việt Nam đã và đang có nhiều dự án khảo sát chung về hệ sinh thái với phía Philippines tại Trường Sa, và bản thân ông cũng từng tới quần đảo tranh chấp này. Mới đây, truyền thông Philippines dẫn lời cựu Bộ trưởng Môi trường nước này cảnh báo rằng các dự án xây đảo mà Bắc Kinh đang thực hiện ở Biển Đông có thể gây ra những tổn thất nặng nề về đa dạng sinh học và về lâu dài, ảnh hưởng tới nguồn tôm cá, cũng như gây tác động tới các cộng đồng vùng duyên hải ở Việt Nam và Philippines. Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc cho biết những hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc làm tổn hại hơn 300 hecta san hô, dẫn đến thiệt hại kinh tế cho những quốc gia ven biển ước tính 100 triệu đô la mỗi năm. Trong khi đó, dù vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, Việt Nam mới đây thông báo kế hoạch tổ chức các chuyến tàu du lịch ra Trường Sa. Về tác động của những chuyến hải hành như vậy tới môi trường biển ở Biển Đông, ông Huân nói: Tùy vào cái mục đích, ví dụ như mình tổ chức du lịch với cái ý nghĩa thuần túy là về du lịch để tham quan để thì hiểu biết biển và đại dương thì hầu như là không ảnh hưởng mấy đến môi trường và cái hệ sinh thái. Tuy nhiên mà nếu như hoạt động du lịch của họ mà họ lồng ghép vào những cái khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc là khai thác những cái loài quý hiếm đó thì tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất đáng kể. Trung Quốc cũng từng đưa du khách ra Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Và năm ngoái, nước này tuyên bố sẽ mạnh tay đối với khách du lịch nước này sau khi một số người đăng lên mạng hình ảnh các chiến lợi phẩm bắt được ở Biển Đông, trong đó có nhiều loại nằm trong sách đỏ.